Nhưng mà mình thực sự muốn bạn hiểu rằng manifestation hay là luật hấp dẫn ấy, nó không phải là cái điều gì đấy nằm ngoài tầm với của bạn, mà nó là đang là những cái gì bên trong bạn đang có sẵn rồi. Và cái cảm giác, cái cảm xúc bạn đang có hàng ngày nó chính là cái kết quả của cái manifestation cũ của bạn. Và nếu mà bạn muốn tương lai bạn có những cái manifestation khác hẳn đi ấy, thì cái hiện tại bây giờ của chúng ta cần phải upgrade, đúng không ạ? Nhưng mà làm như thế nào? Có những ngày chúng ta cảm thấy rất là tệ, có những ngày chúng ta cảm thấy là à chúng ta không thể giải quyết được cái vấn đề gì cả. Có những ngày chúng ta cảm thấy được là mình không, mình kiểu mình đang không, mình đang ở trạng thái cảm xúc rất là thấp thì sao? Có những ngày bạn mong muốn cái điều bạn mong muốn vẫn chưa tới và bên trong thì thấy thấy rất là kiểu mất kiên nhẫn, đúng không? Làm như thế nào để bạn có thể vượt qua những cái ngày như vậy để chờ đến được, chờ đợi được cái manifestation outcome mà bạn mong muốn. Thứ nhất là mình rất là ấp ủ một cái khóa học chỉ chuyên về manifestation, bởi vì mình không phải là manifestation coach FYI, nhưng mà mình giúp rất là nhiều bạn khách hàng của mình manifest được nhiều thì nhiều điều tuyệt vời trên cái hành trình của các bạn ấy, và rất là nhiều tàu ngầm khách hàng của mình ở đây cũng thế, và chính vì thế tàu ngầm mới cứ cứ tàu ngầm đi tàu ngầm lại rồi không chưa chưa đưa ra offer đã có người mua ấy, là như vậy. Bởi vì là tất cả những cái technique, tất cả những cái điều gì mình dạy nó dựa vào một cái hình thức hiểu rất là đơn giản thôi, đấy là cái gì mà bạn đang có hiện tại ấy, nó là kết quả của cái tư tưởng, hành động và suy nghĩ trong quá khứ cho tới thời điểm bây giờ. Vậy thì để bạn có một cái tương lai hoàn toàn mới thì bạn sẽ cần phải sở hữu cái khoảnh khắc hiện tại và thay đổi suy nghĩ, thay đổi suy nghĩ, thay đổi nhận thức, thay đổi cảm xúc, thay đổi sự cái niềm tin bên trong mình để kiến tạo được một cái tương lai hoàn toàn mới, đúng không ạ? Cái đấy nghe thì hơi lằng nhằng, hơi khó hiểu, nhưng thực ra nó rất là đơn giản. Cái đơn giản nhất ở đây để là nắm bắt được cái cảm xúc của bạn. Đơn giản, gọn nhẹ là như vậy. Trong Best Life Bundle, nếu mà team ở đây thì để lại cái link của Best Life Bundle. Trong Best Life Bundle mình dạy cái này rất là sâu sắc. Và bạn sẽ hiểu được vì sao, cái điều gì tạo cái ảnh hưởng của cái hiện tại của bạn và cái điều gì ảnh hưởng được cái tương lai của bạn, đúng không ạ? Nhưng mà trước khi mình muốn để vào đến đấy thì một cái mistake mà mọi người thường hay có đấy là nghĩ là chúng ta cần phải high vibe. Có một bạn đâu đó nhắn tin cho các bạn còn lại bảo là chị ơi, nếu mà em gặp một cái ngày rất là kiểu tăm tối hoặc là những cái cảm xúc rất là tệ thì em làm như nào để em manifest được cái điều tiếp theo. Bạn còn lại nhắn tin luôn bảo là nâng từng sóng. Mình kiểu mình đọc xong mình bảo ok, bạn có hiểu sự nâng tầng sóng là cái gì hay không, và thực sự là nâng tầng sóng đối với bạn sẽ là hành động như thế nào, có phải là thiền hay không ạ, hay là hành động gì để thực sự bạn nâng tầng sóng? Mọi người đâu có hiểu được đâu, đúng không? Mọi còn không hiểu được là cái frequency đấy nó được define như thế nào, nó được kết kết nối, nó được kết tạo tại đâu, nó được xác định như thế nào, thì làm sao mọi người có thể nâng tầng sóng được. Và mình ở đây để chứng tỏ cho bạn một điều, đấy là bạn không cần nâng tầng sóng, hay là bạn không cần, không nói là không cần nâng tầng sóng thì cũng không đúng, nhưng bạn không cần phải luôn luôn ở trong cái trạng thái high vibe, ở trong cái trạng thái hạnh phúc cực độ để bạn có thể đón nhận được cái điều tiếp theo. Bạn có thể manifest, cái này là secret, bạn có thể manifest ngay bây giờ nếu bạn đang sở hữu cái khoảnh khắc hiện tại của mình. Và mọi người thử thử cảm nhận xem khi mà bạn nhắm mắt lại này, hít thở và hoàn toàn sở hữu được cái hơi thở tiếp theo đấy, bạn hãy thử tập trung quan sát xem cái người đang quan sát hơi thở của bạn là ai. Cái người đang quan sát hơi thở của bạn sẽ là một trạng thể being ở cái góc nhìn thứ ba nhìn xuống với bạn, và đây chính là higher self của mình, có thể nôm na là higher self, có thể là source, có thể là being, whatever you name it. Khi mà bạn kết nối được với cái người đang quan sát chính cái hoạt động trong ngày của chính mình ấy, là bạn đang làm chủ sở hữu cái khoảnh khắc hiện tại của bạn. Và mình muốn bạn nhìn thấy được là bạn đang cảm thấy như thế nào ạ? À? Hãy quan sát hơi thở này, thở ra này, thở vào này, thở ra này. Và hãy quan sát cái người đang quan sát hơi thở đấy. Hãy trở thành một chú chim ở trên bờ vai của mình quan sát mình thở vào và thở ra. Bạn cảm thấy như thế nào khi bạn kết nối được với cái góc nhìn này? Drop ở trong cái đoạn comment bây giờ ạ. Bạn cảm thấy như thế nào khi bạn đang kết nối được với cái góc nhìn này? Cảm giác là gì ạ? Cái sự làm chủ khoảnh khắc hiện tại nó vẫn là hành động. Vậy thì cái cảm giác của em khi em làm chủ được cái khoảnh khắc hiện tại là gì? Dễ
yummy. Cái cảm xúc đấy là cảm xúc gì? Có phải là cảm xúc hào hứng, có phải là cảm xúc wow, mind blowing, hay là excitement, hay là overjoy không? Hay nó thực sự là một cái cảm xúc nó nhẹ nhàng và nó đằm thắm hơn? Bingo, Ni, I love it. An yên. Còn điều gì nữa không? Còn cảm xúc gì nữa không ạ? Còn cảm xúc gì nữa để mà bạn nhìn thấy được là bạn đang hoàn toàn làm chủ cái khoảnh khắc hiện tại không ạ? Khoảnh khắc an yên này, bình thản và bình an, center, calming. Có một số bạn sẽ cảm thấy rất là relax, patience, blessing, yes. Có một số bạn sẽ rất là relax, có một số bạn sẽ cảm thấy wow, rất là đủ đầy. Có một số bạn sẽ cảm thấy cực kỳ là trọn vẹn. Có một số bạn sẽ cảm thấy cực kỳ tròn đầy hoặc là rất là kiểu centering, self-center, nhẹ nhàng. Và đây á, đây là cái năng lượng duy nhất cần thiết, trong ngoại kép là cần thiết để bạn kiến tạo tương lai. End of the live stream today. We finish in 15 minutes. Mình nói đùa vậy thôi, nhưng thực sự là manifestation nó không phải là bạn cứ phải làm cái điều gì đấy điên rồ, làm cái điều gì đấy out of the mind, làm cái điều gì đấy để cố gắng cứu vớt bản thân mình, nâng sóng hay là bất kỳ cái gì, hay là chữa lành luân xa hay là thiền gì đấy. Bạn có thể làm tất cả những cái công cụ nào bạn nghĩ là cần thiết, yes, nhưng mà nó không phải đến mức như vậy. Mình luôn luôn biết được rằng manifestation diễn ra khi mình làm chủ cái khoảnh khắc hiện tại, và cái khoảnh khắc hiện tại khi mình làm chủ cái cảm xúc của nó vô cùng là bình an, vô cùng là nhẹ nhàng, vô cùng là an yên, vô cùng là sâu lắng, vô cùng là kết nối. Và đấy là cái khoảnh khắc duy nhất để chúng ta kiến tạo một cái tương lai mới, hoàn toàn mới hơn.